Rồi chào anh em, hôm nay mình hướng dẫn format Apple Watch nha. Như cái này này mình không được đặt được mật khẩu nữa. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn này, mình giữ cái phím bên cạnh này, giữ phím này nha. Rồi sau đó là mình dùng cảm ứng lực là mình đè vô, đó nó sẽ hiện vô, đè vô nha, nó sẽ hiện ra, bấm nút rồi giờ nó kêu là bấm nút xóa tất cả nội dung ngoài kệ, bấm kết nối này. Rồi mình bấm dấu tiếp này, rồi cho nó format nha. Rất là nhanh. Ban đầu là mình đè vô cái phím sườn này, sau đó là nó hiện lên cái menu. Menu đã tắt máy hoặc SOS, mình sẽ đè vô một cái là nó được. Đè vô rồi mình chọn cái xóa tất cả nội dung về cài đặt. Máy này nó hơi chậm xíu. Còn cái chuyện mà không có nhớ ai lao thì bó tay nha anh em. Cái này là chờ nó lên thôi. Còn mấy cái trường hợp mình nó kết nối với iPhone thì mình xóa rất là dễ, hoặc là mình vô nó không có mật khẩu á, mình vô phần cài đặt chung mình đặt lại tất cả nội dung và cài đặt. Nhớ là phải có cái dây sạc mới format được nha. Quá trình này nó hơi lâu một chút bởi vì nó xóa sạch cái máy.
Vậy là xong nha anh em. Rồi chào anh em, chúc anh em vui vẻ.